Xin chào tất cả các bạn. Men theo con đường làng trải dài những khóm hoa xuyến chi chào đón, chúng tôi dừng chân tại gia chung của cặp vợ chồng Bảy Vân. Đập vào mắt chúng tôi là những vườn hoa đủ màu đang khoe sắc dưới nắng xuân dịu dịu. Đâu đó vọng vào những âm thanh quen thuộc ngoài mặt sông, như tiếng cua chèo dập dềnh trong nước, làm cho không khí nơi đây thêm phần sôi động hẳn lên. Chúng tôi như choáng ngợp bởi cái đẹp thanh thoát, hồn nhiên, vô tư của các nàng hoa. Ngắm nhìn nụ hoa chúm chín được chăm sóc bởi đôi bàn tay cần mẫn của vợ chồng chú Bảy Vân, lòng chúng tôi như trộn rộn hơn bởi thấy hoa là thấy Tết. Nghề trồng hoa gắn liền với cái đẹp. Tuy vậy, để có những cây hoa xinh xắn làm đẹp cho đời, người nông dân phải trải qua biết bao nhọc nhằn, mồ hôi và nước mắt. Có khi thời tiết không thuận lợi khiến cả vụ hoa bị hỏng hoặc mất giá thì khó mà kể hết được những nỗi đắng cay vất vả. Ở đây, những bông hoa cúc, bông hồng, bông rơn, violet đã thu hút mọi ánh nhìn, từ vẻ rực rỡ sôi động đến nhẹ nhàng đằm thắm. Đây là các nàng cúc với bộ cánh vàng, cánh trắng, cánh tím cùng nhau đùa vui trong gió xuân cùng những lời thì thầm tâm sự. Nàng thì e ấp, nàng thì cười thật tươi, nàng thì tung tăng vui nhộn như con gái sắp về nhà chồng ý. Violet luôn có nét buồn thanh tao, yểu điệu với chiếc váy tím kêu sa thật duyên dáng, mảnh mai, yêu kiều quá. Còn nàng rơn thì luôn toát toét miệng cười vui, hồn nhiên đến lạ. Tất cả với đôi bàn tay cần mẫn, chú Bảy cô Vân với tình yêu hoa, yêu nghề tha thiết đã tạo nên những vườn hoa tuyệt vời bên dòng sông Đa Độ. Tại Cẩm Hoàn, Thanh Sơn, Kiến Thụy, Hải Phòng, để phục vụ bà con ngày rằm, mùng 1, cúng dỗ và chơi hoa ngày Tết. Mỗi khi Tết đến xuân về, những loài hoa này luôn có vị trí riêng của nó trong mỗi gia đình. Xuống giống từ tháng 10 âm lịch, cô chú Bảy Vân đã dốc nhiều tâm sức và mong chờ vào vụ hoa cuối năm. Mỗi loại hoa có đặc tính và cách chăm sóc khác nhau. Nếu không thực sự yêu hoa, yêu nét đẹp truyền thống thì rất khó có được những vườn hoa ưng ý nở đúng thời điểm. Chỉ vài ngày nữa thôi, những nụ hoa e ấp kia sẽ tỏa sắc hương trên khắp mọi miền, tô điểm cho ngày xuân của biết bao gia đình. Rời khỏi vườn hoa, sau những hân hoan rực rỡ sắc màu, chúng tôi miên man trong niềm mong mỏi của vợ chồng người trồng hoa để sắc hoa tươi đẹp đến được với người người nhà nhà, và chủ vườn hoa cũng có cái Tết ấm no sau một năm vất vả.